Chỉ với hành động che ô dưới mưa, nhận ra luôn Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch ai có EQ cao hơn. Những hình ảnh cũ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ bị lôi ra so sánh, bàn tán. Thời gian gần đây, truyền thông xứ Trung liên tục đặt lên bàn cân so sánh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đều là tiểu hoa đán thế hệ sinh sau năm 1985, nổi bật của showbiz. Có nhiều bộ phim đạt rating cao, độ phủ sóng lớn, đồng thời chuyện đời tư lại làm rối ren, bê bối. Mới đây, trang QQ bất ngờ có một bài viết so sánh một hành động của cả hai diễn viên. Tình huống được đặt ra đó chính là khi trời đổ mưa, hai nghệ sĩ sẽ xử lý như thế nào? Đối xử với người xung quanh như thế nào? Trong khi Dương Mịch được khen ngợi là EQ cao, biết quan tâm tới đồng nghiệp, thì mỹ nhân họ Triệu lại khá vô tư, chưa tinh tế. Trang QQ cho biết, trong một lần quay phim, trời bỗng dưng đổ mưa, Dương Mịch dù không có cảnh quay, song cô vẫn nén lại, xem mọi người. Lúc này, nữ diễn viên sẵn sàng che ô cho nhân viên quay phim vì người này đang bận ôm máy quay rất nặng. Hành động này cho thấy cô rất quan tâm và để ý tới người khác. Trong khi đó, ở một bức ảnh khác, Triệu Lệ Dĩnh có một khoảnh khắc gây tranh cãi. Cô cùng một nhân viên thân thiết đi dưới trời mưa, nhưng lúc cầm ô, nữ diễn viên lại không để ý tới việc người đồng nghiệp bên cạnh bị ướt đầu, phải lấy tay che. Trang QQ cho rằng, có nhiều người nghĩ đây là trò đùa giữa hai người mà thôi. Tuy nhiên, nếu thực sự đây không phải là trò trêu ghẹo của Triệu Lệ Dĩnh với nhân viên, thì cách mỹ nhân sở kiều chuyện đối xử với người khác quả thật thiếu tinh tế.